giá xăng về sát 23.000 đồng một lít. Giá xăng giảm, dầu tăng trừ ma rút từ 15 giờ hôm nay sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Theo điều tra của Liên Bộ Công Thương Tài chính hôm nay, giá xăng RON 95-3, loại phổ biến trên thị trường, giảm 410 đồng xuống 23.130 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 còn 22.110 đồng một lít, hạ 510 đồng. Ngược lại, các mặt hàng dầu tăng trừ ma rút và có giá mới từ 19.870 đến 19.900 đồng một lít so với cách đây 7 ngày. Dầu ma rút bớt 90 đồng xuống còn 17.410 đồng một kg. Giá xăng dầu thay đổi như sau. Mặt hàng xăng RON 95-3 giá mới 23.130 đồng. Xăng E5 RON 92 giá mới 22.110 đồng. Dầu diesel 19.870 đồng. Dầu hỏa 19.900 đồng. Dầu ma rút 17.410 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 11 lần tăng, 8 lần giảm, mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 9 lần giảm. Tổng cộng mỗi lít xăng RON 95-3 đắt thêm khoảng 1.220 đồng, dầu diesel là 510 đồng so với đầu tháng 1. Hôm nay, Liên Bộ không trích, chi sử dụng quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu. Diễn biến giá xăng dầu trong nước. Nhà điều hành cho biết giá nhiên liệu tuần qua biến động do tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm xuống. Đồng USD yếu thúc đẩy nhu cầu dầu tăng lên. Bình quân 7 ngày giá xăng thành phẩm giảm từ 2,3 đến 3,1%, dầu tăng 0,1 đến 1,6%. Theo đó, mỗi thùng xăng RON 95 xuống 91,2 USD, dầu diesel ở mức 96 USD, ma rút còn 511,2 USD mỗi tấn.